Hello, các bạn. Là Lâm Hoàng Duyên. Chọn hụt gì mà đánh thôi chứ mà phải không? Đâu rồi, còn một thanh niên đang trốn ở đâu nhở? Chúng ta sẽ đi thôi. Lock được nhân vật mới nè. Door. Thằng này chơi nhanh thế. Kể cho nên chơi music bây giờ là có bài nào cũng đây, bài cũng không ghi nữa. Nhảy đây. Kia này chúng ta dùng súng.
chúng ta còn hơn một phút. Yes. 7 phút rồi, bài nhạc mình dài nè. Win Squid Game. Tát liên tục này. Ủa sao mình cứ bị bắn nhỉ?
mong nhất. Ôi trời ơi, ta đang có cái màu hồng thế nè. Anh em tụ tập đầy đông thế. Cái này, cái này là cái gì này? Đây, cái lõi năng lượng ấy. Chỗ này cút đường mà không đi được. Đây là gửi dữ liệu về căn cứ này. Ok. Anh em sửa hết rồi. Ok. Ôi trời. Chán rồi. Đây chơi game Hero Bro. Vào game ơi, ta đang ở đâu đây? Ủa cái nhà này, chỗ này giống chỗ game ice cream thế nhỉ?
Mình chưa giết được ai cả. Này cái gì đâu? Tiêu diệt một thanh niên nào đó cơ. Súng này. Các ông ấy đi đâu hết rồi? Chị đảo ma chả thấy ai cả. Wow. Đỉnh chóp luôn, mình bắn một phát được 3 tên. Anh em đâu hết cả rồi. Rồi chưa biến hình được đâu. Rồi nó bịt hết cái đường lên rồi, chán rồi. Nhẹ đâu. Được rồi. Ice cream, bắt thanh niên này đấy. Sao ăn được cái này nhỉ? Sonic. Bây giờ mới chạy lại thôi. Mới chạy như thế nào ấy.
nào. Con này nó bay nó chậm nhỉ. Nhầm đường. Bà giáo. Ui, nhìn cái mắt kìa. Thì đi vào nữa. Thank you.